Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, việc xem tử vi cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 5 âm lịch là điều hết sức quan trọng. Qua phần luận giải trong tháng 5 âm lịch cho những người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 sẽ giúp cho bạn có được những định hướng cho những bước đi của mình được đúng đắn nhất. Quý vị thân mến, việc xem tử vi là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Qua việc xem tử vi sẽ giúp cho quý vị biết được thiên cơ và từ đó đưa ra những phương án giúp cho cuộc sống của mình được hanh thông và thuận lợi hơn. Đặc biệt trong phần luận giải về tử vi của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, thầy Gia Cát cũng đưa ra những phương pháp hóa giải vận hạn cũng như là việc kích hoạt tài lộc cho quý vị, giúp cho quý vị cùng với người thân trong gia đình của mình có được cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Sau đây chính là phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, có địa vị. Những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Người tuổi Giáp Thìn thường có tính cách vui vẻ, thông minh, hoạt bát, năng động. Họ có giác quan nhanh nhạy, biết phân biệt phải trái, đúng sai. Giáp Thìn rất ngay thẳng, đôi khi hơi kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn. Họ rất ghét những người ngồi lê đôi mách, dũng cảm, kiên cường, cũng không ngại khó khăn. Tuy nhiên họ lại sống thiếu thực tế, quá cứng nhắc, dễ làm mất lòng của người khác. Người tuổi Giáp Thìn thường có trí tuệ hơn người, làm việc rất rõ ràng và minh bạch. Họ thường đưa ra lời khuyên cho người khác và cũng thường làm theo gợi ý từ ai đó nếu thấy điều đó đúng đắn. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Giáp Thìn sẽ cần phải cẩn trọng đường công danh sự nghiệp, nhất là các quý vị gia chủ đang theo đường quan vận, thì ngày càng cần phải chú trọng hơn. Cần để ý đến các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Gia chủ Giáp Thìn cần chú ý tuổi này của bạn, tiền tài hay danh vọng không còn là mối quan tâm hàng đầu. Hãy dành thời gian cho sức khỏe và gia đình của bạn. Xét về thiên can, Giáp Dương Mộc gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Giáp Thìn nếu có cơ hội nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, người Giáp Thìn sẽ có những bước đột phá trong công việc. Họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Một số người may mắn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nên những công việc tưởng chừng khó khăn cũng có thể được giải quyết một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Người tuổi Giáp Thìn luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi bất kỳ ai. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm thì bạn luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả bạn đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt đồng nghiệp. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Giáp Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, xem tử vi tháng Bính Ngọ, đường tài lộc của bản mệnh bằng phẳng. Nếu vẫn còn đang đi làm, bạn có thể được khẳng định giá trị của bản thân, khiến cấp trên hoặc đối tác tôn trọng, nhận được cơ hội thăng chức, tăng lương, tăng cường hợp tác. Với những người đã nghỉ hưu, bạn duy trì mức sống ổn định, thậm chí có người có tiền dư giả để tiết kiệm. Con cháu hiếu thảo, quan tâm cũng giúp bạn có được cuộc sống chất lượng hơn. Người đầu tư vào lĩnh vực nhà đất cũng thu lại được một khoản lời lãi khả quan.
bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được với thêm nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cách tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chư mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng này, người tuổi Giáp Thìn cần chú ý về sức khỏe của mình. Do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính đã giảm một phần thị giác, bạn cũng sẽ cảm thấy được một số cơn đau đầu nhẹ nhàng. Nguyên nhân cũng chính vì việc này mà ra. Bạn cần phải có chế độ ăn uống hợp lý và giảm thời gian làm việc ngoài giờ để bệnh tật ít có cơ hội tấn công. Đối với quý vị gia chủ Giáp Thìn sinh năm 1964, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Các quý vị gia chủ tuổi Giáp Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo phong thủy lộc tài, tháng này đường nhân duyên của những người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 phát triển khá tốt đẹp. Bạn thường nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người xung quanh nếu gặp phải vấn đề trong cuộc sống. Đa số mọi người thường duy trì được cuộc sống gia đình yên ấm. Tất nhiên, đôi khi những sự cố nhỏ có thể phát sinh, nhưng các thành viên trong nhà luôn lựa chọn tin tưởng nhau và cùng nhau vượt qua sóng gió. Với một số người đang độc thân, bạn có thể mở rộng lòng mình để đón nhận sự quan tâm của người khác. Đôi bên có thể không cần đến tình yêu, mà chỉ cần đến sự quan tâm, trân trọng của nhau là được. Bên cạnh đó, bạn cũng nên xây dựng những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vẫn thân thiết giúp đỡ bạn có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tùy Thời. Đối với một số người tuổi Giáp Thìn, trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 5 năm 2022, tức ngày 2 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 5 năm 2022, tức ngày 14 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 6 năm 2022, tức ngày 26 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Thìn trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 3 tháng 5 năm 2022, tức ngày 1 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 5 năm 2022, tức ngày 13 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 5 năm 2022, tức ngày 25 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ.
Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi 1964 trong tháng 5 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1964. Qua đó quý vị đã phần nào yên tâm vững bước trong tháng 5 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.